Đấy, muối chấm đặc sản Tây Bắc này, chẩm chéo này. Thành phần hạt mắc khén, muối ớt, lá chanh, tỏi, hạt dội. Cách dùng để làm gia vị chấm thịt, hoa quả, tẩm ướp các món ăn. Trọng lượng 250g. Hạn sử dụng 6 tháng. Tuy nhiên là không biết ngày sản xuất ở chỗ nào để mà tính hạn sử dụng. Đấy. Một hỗn hợp siêu trộn luôn. Cái này có mùi như kiểu ô mai. Cái này để chấm. Hôm nay là mình sẽ chấm với cả cái món này. Đấy. Dứa. Đấy. Chấm hoa quả tuyệt vời. Sẽ vắt ít quất này. Sẽ trộn lên nó. Cho quất vào đâu. Thần hành ấy, đá để chúng ta trải nghiệm. Cái có vị ô mai mới hay. Được. Cái này có thể dùng chấm rất là nhiều hơn. Và hôm nay thì mình chấm với là dứa rồi. Cái hay của cái này đấy là nó trộn sẵn các thứ hết rồi. Thực ra mình có thể chấm luôn không cũng được. Chả cho thêm gì.